Dạ, Thế xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Là đầu tiên Thế xin chúc quý ông bà cô chú cùng với các bạn là thật nhiều sức khỏe để cùng nhau là vượt qua cái đại dịch nha cô chú anh chị. Thì hôm nay mình đi lên là quán cơm chay miễn phí. Ở đây là ngay chợ Châu Phú. Thì thường thì mình nhờ chú Sáu là mua gạo hay là nước tương hay đường hay chao là chú Sáu sẽ mua giùm mình để là cho nó tiện hơn nha các quý ông bà cô chú. Tại vì ở đây chú Sáu mua với cái giá từ thiện là rẻ hơn mình rất là nhiều luôn đó. Thì hiện giờ thì chiếc xe mình đã lên rồi, thì các chú ở trong cũng là chuẩn bị là chuyển lên để là mình gom lại tặng cho nó là đủ phần quà để là mình đi lên Bình Dương. Thì hôm nay mình nhờ chú Sáu là mua 200 phần quà là được là các cô Phật tử ở Úc là hỗ trợ cho bà con Bình Dương. Thì hôm nay cũng là cái phần quà đầu tiên là để là mình đi Bình Dương nha cô chú. Thì các anh chị em ở trên Bình Dương á, là khi là mình điện lên thì những người ở trên công nhân ở trên đó họ rất là mừng, họ cảm ơn là các cô Phật tử rất là nhiều. Họ nói là được cái phần quà này thì bà con ở đó họ có thể là kéo dài được thêm là những ngày cách ly nha cô chú anh chị. Chứ bây giờ ở trên đó quá khổ rồi. Thì bây giờ là mình cùng với quý vị đi vô là cùng chắc gạo với chắc quà lên cho với các chú đó. Thì đây là 200 phần quà. Thì gạo là 2 tấn, mỗi một bịch như vậy là 10 kg, là 2 tấn gạo đó. 2 tấn gạo. Thì gạo có giá là 12.000 1 kg. Thì một bao gạo là 120.000 120.000. Còn này là chao với nước tương với đường. Thì đường với giá là 23.000 1 kg. Rồi một chai nước tương thì hôm nay nó cũng lên giá luôn là 7.000. Chao thì nó hai keo chao thì nó là 15.000. Thì 2 keo chao là 2 keo chao nhỏ 15 nha cô chú. Rồi cái chai chung đó là nó cũng 15 luôn. Thì nó đã bằng giá. Thì mỗi một phần quà mà chưa có rau củ á là nó là 165.000. Thì 200 phần quà này á, thì nó có cái giá là 33 triệu nha, 200 phần quà. Thì là chưa có rau củ thì mình về dưới á, là lúc nãy đó là mình đã có chở rau củ rồi. Thì bắt đầu là mình để rau củ vô luôn cho bà con luôn chung một phần. Thứ nhiên là rau củ quả với nước tương, đường với chao là mình sẽ cột vô một bọc, với là thêm một bọc thêm một bịch gạo, rồi thêm một bịch thuốc nam nữa. Thì bây giờ là các chú là đang lên. Thì bây giờ nhà cơm thì chú Sáu hiện giờ là sướng rồi nha cô chú anh chị, chỉ ngồi một chỗ là ghi thôi là ok rồi. Đó. Đó, thì con cũng cảm ơn chú Sáu rất nhiều nha, đã hỗ trợ cho con. Dạ. Dạ. Cái này chung mà. Dạ dạ chung nghe chú Sáu. Dạ, tại vì chú Sáu thì có cái tâm làm từ thiện xưa tới giờ. Nói chung ra thì cái nhà cơm này thì cũng 3 năm mà hả chú Sáu? Dạ, 3 năm rồi. 3 năm rồi thì nói chung hàng ngày thì mình cũng nấu, nhưng mà lý do là hiện giờ là chính quyền không cho phép ha. Dạ dịch. Tới bị giãn cách xã hội chỉ thị 16 đó. Dạ. Dạ chỉ còn một ngày nữa là ngày mai nữa là hết đó. Ngày mai nữa là hết. Nấu năm tây là tháng 9 là nó hết cái thời gian giãn cách xã hội. Là mình có thể mình nấu lại được rồi hả chú? 6 tây tháng 9 là mình nấu lại được. Dạ dạ. Thì ở đây nói chung ra địa phương này, ở khu vực này thì bà con khó khăn còn rất là nhiều. Thì cũng rất là cần cái nhà cơm của chú Sáu ở đây nha cô chú anh chị. Thì từ lúc mà mình biết chú Sáu thì tới giờ thì chú Sáu là hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Chẳng hạn như là mình muốn là có những cái phần quà chẳng hạn như gạo hay nước tương hay đường gì thì mình liên hệ với chú Sáu, là tại vì chú Sáu trên đây làm nhà cơm nè, thành ra là lúc nào cũng có mối quan hệ. Rồi chú Sáu mua với cái giá rẻ hơn luôn hả chú Sáu? Dạ. Dạ bởi vì cũng rất đỡ, chẳng hạn như là mình mua 100 phần mà nó đẻ ra được 5 phần nữa thì đang cũng êm cho bà con. Dạ, bởi vì hột vịt cái mình cũng rẻ hơn, thì giá mình mua ở trong vườn á. Dạ, trong ruộng luôn cũng rẻ hơn luôn. Dạ, khỏi qua ở trung gian. Dạ. Giờ thay mặt bà con thì cảm ơn chú Sáu rất là nhiều nha. Rồi bây giờ thì bắt đầu là mình lên đồ rồi mình đem về. Thì đây mình đợi xe tải về lợ mình đi Bình Dương. Thì đây là cái lần đầu tiên là mình chở chuyến quà đi Bình Dương đầu tiên. Dạ, thì đi Sài Gòn á, thì mình cũng đã gửi nhiều rồi nha cô chú anh chị. Thì chuyến quà này á, thì là được là các cô là Phật tử ở Úc là hỗ trợ cho bà con Bình Dương, chứ không phải là địa phương mình ở đây. Địa phương mình ở đây lúc này á, thì nó rất là phức tạp, mình lo ở đây không nổi nữa rồi, đâu có thể là lên tới Bình Dương được. Nhưng cái này là tâm nguyện của các cô Phật tử ở Úc. Cho nên là mình cố gắng mình tạo mọi cái phương tiện là để lên trển lên cho bà con. Thì mình ở đây thì theo mình với chú Sáu cũng được biết nha cô chú, là ở trên Bình Dương là hiện giờ là rất là khổ luôn, không chú Sáu? Đúng rồi, ở Bình Dương khổ hơn, bởi vì Bình Dương tính ra công nhân cũng đông như ở Sài Gòn vậy đó. Thành phố. Nhưng mà ở Bình Dương thì nghèo hơn Sài Gòn đó. Nghèo hơn Sài Gòn. Thì bây giờ các chú là đang lên nha. Bây giờ mình lên luôn chú Sáu ơi. Đủ chưa chú Hải? Mới 60 phần. 60 phần hả? Mỗi người 60 phần hả, phải không? 65. Gì? 65. 165. 70. 170. Chú Hải bây giờ nãy giờ là đỡ mấy cái bao này là hết nổi rồi, bây giờ là ngồi đếm đó. Cho ông cho gì cũng ngồi đếm hết đó hả? 75. Mặn là chịu uống thuốc đó. À. 80. 20 hết rồi. Còn 20 nữa đó đủ không? À. 3 tô nữa. Mấy là 90. Thứ ba hả? Thứ ba 95 đó. Đúng không? Bên bển còn nhiều không? Thứ ba bịch. Ba bịch đúng là ba bịch nó là 200 đó. Thiếu ba bịch phải không? Thiếu ba bịch cho 8 bịch đi, Dương 5 bịch đi, lặn đi lên trển đó, rồi ngang mấy cái chốt đồ đó. Cho thêm đi. Ta có 3 món này chú Hưng, ta có chao với nước tương. Thì bây giờ là đợi chú Sáu là thiếu 3 bịch rồi, mình kêu chú Sáu là hỗ trợ thêm 5 bịch nữa đi, tại vì ở trên trển thì bà con họ rất là mừng. Nhưng mà để là người ta trông lên trển là thiếu, người ta không có thì tội nghiệp cho người ta. Thì qua những cái chốt chạm đó, rồi những cái anh mà gác đồ đó cũng tội nghiệp cho mấy anh, thì không có quà, không có đồ ăn, thì thấy xe ở dưới đây lên đó thì người ta cũng xin. Thì thôi mình cũng cố gắng đặng là mình cho nó dư ra, đặng là mình chia sẻ cho các anh ở chốt luôn nghe cô chú. Thì bây giờ mình đi qua đây đặng mình lấy dư thêm. Tại vì dưới đây á, thì có thể là mình mua được, nhưng mà trên trển là chưa biết mua được hay không. Đủ chưa? Rồi vậy đi. Rồi. Cũng được, những thì nữa mà xe lên trển đó mình dặn riêng là nấu mắm thì cho những người mà canh chốt nè cô chú. Ai ăn gì ăn? Chúng người nào muốn mắm rồi đó ngon nữa. Nó ông Sáu cái này lo chua. Rồi. Ngon chao nữa. Rồi thì bây giờ mình với chú Hải sẽ về dưới sẽ xuống những cái phần hàng này nghe cô chú. Rồi, cảm ơn chú Sáu rất là nhiều. Rồi con cảm ơn cả đoàn nha. Đi thượng lộ bình an nha. Rồi, cảm ơn chú Bảy rất nhiều nha chú Bảy. Rồi. Thôi cảm ơn quý vị ở bên nước Úc thật nhiều nha. Ráng hỗ trợ cho cái bà con nghèo ở Việt Nam nói chung, là ở Bình Dương. Bình Dương bây giờ đang rất khổ. Chưa chạy lúng. Nặng rồi. Nè qua coi anh Sáu ơi. Hiện giờ thì mình đã đến nhà rồi nha. Thì hiện giờ thì các anh chị ở đây là bắt đầu là vô những cái phần quà, chuẩn bị lại để chuyển đi. Chứ cô chú anh chị, phần quà quá trời khủng khiếp luôn. Nhà mình bây giờ là không còn chỗ để luôn. Bây giờ là xuống gạo mà còn không có chỗ xuống nữa. Thì để đỡ đây thì sợ cho mưa. Nặng đó. Điện 2 tiếp không? Có rồi nhưng mà không có người. Đây là gạo cho nên là nó hơi nặng. Nổi không nghe, không nổi thôi đi. Gạo. Được không? Nổi không? Chết bao không lớn sao làm ra. Vậy hả? Năm. Nhà toàn là quà không? Quá tạo vậy. Để dưới đi ba, để dưới đi. Nó mốt. Phải không? Lên. Qua luôn. Lụm xuống, lụm xuống. Nè bội, bội ơi. Con lụm mấy này nè con. Nè mấy này nhẹ nè. Ờ. Để đó đó con. Để đó đó. Để đó đi con. Để đó vô luôn. Nè bà Thúy lại đây nè bà Thúy. Rồi. Nè nè. Đây con Út. Cái đó để ra ngoài để chặt nhà mình. Nè. Lên. Rồi xuống chưa? Dạ Tiến ơi. Nghe. Rồi xuống 2 tấn gạo cái đi liền. Cái đây nè, cái rồi. Rồi đúng rồi. Lấy này xuống luôn. Bỏ vô. Đem xuống nè, đem cái rồi. Không, chuyện đi, chuyện cái này đi. Chuyện nè, đứng chuyện mạnh. Từ từ. Bỏ vô hết luôn. Bỏ vô hết luôn, một bọc là đó khoảng là 5 kg. Bỏ vô hết luôn. 5 kg. Nè, đứng đây chuyện 3.000 chuyện. Nó được bao nhiêu? Nó được bao nhiêu phần rồi? Bây giờ vậy nè. Bà Nương bỏ ra đây đi bà Nương, tiếp cái này đi bà Nương. Tiếp cái này đi cho xe nó xuống đi rồi cho xe người ta đi, ở đây mình làm. Kệ bà Gạo sắp vô. Lấy mấy cái đó qua bên đó đi. Để ngay ngắn đàng hoàng mới đủ trời. Để cho nó sắp cho nó ngay ngắn gọn ghẽ đàng hoàng. Luyện một hồi làm sao mà đồ để đủ. Một người luyện xuống, một người sắp đi từ. Một người luyện, một người sắp. Chơi luôn. Chơi luôn. Có cố gắng. Có cố gắng. Có cố gắng. Tiếp tay luôn, nhịn nhịn tay luôn. Leo lên kéo xuống tay luôn. Leo lên đi không sao đâu. Nó nổi rồi. Ông Út biết nó nổi rồi. Bự kìa Út ơi, bự kìa Tư ơi. Bự kìa nhỏ, để mấy bà nhỏ làm đi. Nổi không trời. Đưa xương sống à. Chơi luôn. Quá ứ rồi. Trời luôn. Có cố gắng. Dạ. Chả cổ về gần mà. Đây. Làm thì sẽ xong. Làm thì sẽ xong. Quá đã rồi. Cột bọc nó đi là 200 hả gì? Là 200 hả? 200 làm cho nó dư dư mấy cái đó đi. 220, 230 thì cũng được đó, đó dư dư đi. Ở đây tới 208 phần quà đó. Dạ dạ. 208, 210 gì đó, đặng qua chốt người ta có xin cho người ta. Không có bể, bị trụ móc á, trụ móc. Bể trao hả? Bỏ bỏ vô luôn, đưa mẹ bỏ vô liền. Đưa mẹ bỏ vô trong bọc của mẹ luôn. Ừ. Cầm vậy đó đưa mẹ lẹ. Ừ, bỏ vô luôn. Ừ. Quá trời quá đét rồi. Bữa nay là quà quá nhiều rồi. Không biết chiếc xe chở nổi không nữa. Tới 5 tấn. Không có đâu, dễ gì. Tại vì vỏ mới thay. Mới thay hay vỏ mới. Cái bà chị chở đồ cho mình cô chú. Thì hôm nay thì chị mới thay là 6 cây vỏ mới luôn. Cũng rất là tội nghiệp cho chị. Chị chở cũng như là từ thiện vậy đó. Chị lấy tiền test với tiền dầu lại thôi. Cho nên là bữa nay là thay 6 cái vỏ một lượt là than với mình luôn đó. 4 cái vỏ sau, 2 cái vỏ trước. Yeah. Xong. Thì sao mà không đứng một chỗ chuyện với nhau? Đứng chỗ chuyện với nhau. Trời ơi trời. Được chưa? Được chưa? Rồi xuống cho nó hết đi. Một nhà là chứa là toàn là quà không. Không hết luôn. Rồi gạo đi, rồi cái này xuống đây hết cả đó rồi. Xuống rồi, xuống này xuống đây luôn. Từ từ còn một ông không hả? Bưng bao, bưng bọ nữa, tôi tuốt ở dưới, tôi gọi lên cao luôn. Sao? Đâu? Bỏ dưới giò cô đi. Bỏ dưới giò luôn, bỏ dưới giò luôn. Bỏ dưới giò luôn. Không nê ống luôn hả? Chi dữ vậy? Ấy sao hết? Nhiều bọc đi, nhiều bọc chia cho tao nhiều. Rồi nó ra, nó ra nè bà thấy, nó ra. Rồi chốt sẽ đi chở tiếp tục nha cô chú. Còn mình ở đây thì cùng với camera mình với các anh chị ở đây sẽ vô những cái phần quà này cho nó gọn lại. Thì phần quà của mình, quà gồm là có là một bao gạo rồi với một phần này với cái này là bỏ vô chung nha. Đây là một phần quà, một bao gạo với là bao nhiêu đây, gạo củ quả với trào dưới này. Thì bây giờ là mấy chị là đang vô nó. Thì bây giờ hiện giờ quý bà cô chú thấy thì cái nhà mình là chắc toàn bộ là quà không. Đây, gạo, mì, trứng vịt, rồi bên đó là thuốc sông, rồi bên đây là các chị là đang vô, các chị các cô là đang vô nó. Thì bây giờ mình chờ xe đến là mình sẽ lên quà, tất nhiên là chuyển đi Bình Dương. Thì mình báo tin cho các cô chú anh chị ở trên Bình Dương rồi, họ rất là mừng, rất là cảm tạ cái tấm lòng của là các cô Phật tử ở bên Úc nha. Thì một lần nữa mình cũng xin thay mặt bà con là xin cảm ơn là các cô Phật tử rất là nhiều. Dạ, thì bây giờ thì đã xong hết là 200 phần quà nghe cô chú. Thì nói 200 nhưng mà có trên 200, là khoảng là 210 phần, 15 phần để là qua các chốt mình cho là các anh là canh chốt luôn nha. Thì bây giờ ở đây là gồm là 200 phần quà đây, 200 phần gạo là 2 tấn. Đó, một phần quà cô chú thấy là khí thế luôn. Đó. Đó, xong đây. Rồi 200 phần gạo. Cô chú anh chị nào có lòng hảo tâm muốn ủng hộ tiếp Bình Dương thì liên hệ với mình, thì mình sẽ kêu gọi cái sự là ủng hộ của các cô chú anh chị là để giúp tiếp những phần quà như vậy nữa cho Bình Dương nghe cô chú anh chị. Đó. Thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị vào một video tiếp theo. Là mình sẽ lên những cái phần quà này lên xe tải nha. Xin chào.